Xin kính chào toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Ngày mới học sinh kính chúc cho anh chị có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an và tràn đầy hạnh phúc. Đây là ngày 30 tháng 11, cũng bước vào mùa Noel Giáng sinh rồi anh chị. Học sinh kính chúc cho anh chị có những phút giây thật là ấm áp bên những người thân yêu của mình nè. Hôm nay Học lại gửi đến cho anh chị những mẫu xe đã qua sử dụng, chất lượng cao, về năm sản xuất nè, giá thành nè, đặc biệt nữa là 4 chỗ hay 7 chỗ để cho cô chú anh chị lựa chọn cho mình cái sản phẩm phù hợp nhất. Và đừng quên bên Học đang có nhu cầu thu mua toàn quốc nè, xem xe tặng nơi nè, mua xe giá cao, không kỳ kèo, không ép giá, đặc biệt là những chiếc xe đời cao đi lướt đi ít. Anh chị nào mà đang bị vướng ngân hàng nha, chưa có chi phí tắt toán, bên Học cũng có thể hỗ trợ anh chị đến ngân hàng nè, tắt toán nhận cặt vẹt ra trước rồi sau đó chúng ta sẽ làm thủ tục sau. Bên Học á, là thu mua nhanh gọn, không kỳ kèo, không ép giá nha anh chị. Mua tất cả các tỉnh, nói chung là có xe đẹp là bất kể ở đâu trên mọi miền đất nước thì bên Học cũng có thu hết. Miễn làm sao xe anh chị nhớ giúp Học là không đâm, không ngập, động cơ hộp số nguyên bản. Anh chị mà có người thân bán xe mà không biết giá, muốn định giá miễn phí cũng được, cũng gửi cho Học về hình đầu xe, km, form dán xe, một tấm ảnh ngoại thất, nội thất để cho Học phân biệt được phiên bản gì, cũng như là cái chất lượng xe nó còn sơ bộ là như thế nào, Học sẽ đưa ra cho anh chị với cái mức giá mua vào và bán ra để cho cô chú anh chị lựa chọn cho mình cái sản phẩm phù hợp nhất. Và sau đây Học xin mời anh chị cùng Học đi đánh giá cái mẫu xe đã qua sử dụng tại Ô tô Sài Gòn. Giá đầu tiên là mẫu xe 7 chỗ giá rẻ Toyota Avanza, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, một chiếc xe 7 chỗ có đèn LED, trang bị hộp số tự động, trang bị động cơ 1.5 dual VVT-i, mà đặc biệt chiếc xe này là chiếc xe vận động cầu sao nha anh chị. Nó chạy giống như là Fortuner với lại Innova đời trước vậy đó, vận động cầu sao đi lực đẩy. Thì khi anh chị đi vào những cái khung đường gập ghềnh, những cái khung đường hiểm trở nha, thì cái phần mà lực đẩy thì nó sẽ hay hơn lực kéo nha anh chị. Vỏ là dây cui nè, bốn cái vỏ ha. Chiếc xe này á, Học đang chào cho anh chị với mức giá chỉ có 445 triệu đồng thôi. Sản xuất 2020, mẫu 2021, đèn 2 tầng nha anh chị. Bên trong thì đã được chủ trước của Học lên sẵn bộ ghế da nè, đầu DVD, camera gear. Đó, trang bị hệ thống lạnh điều hòa bằng màn hình hiển thị đa thông tin nè, rồi vô lăng còn mới tinh hết nha anh chị. Gương gập điện, chỉnh điện. Đó. 7 chỗ nha, xe này thì ngồi tương đối rộng vì đây là cái mẫu xe MVP cỡ nhỏ nha anh chị. Mức tiêu hao nhiên liệu là 6.4 nè, 7.7 nè và 9.9 khi mà anh chị đi lên quanh trong phố. Tem mạc nó vẫn còn nữa nè anh chị. Đi được 42.000 cây rồi. Xe này Học đang chào bán là 445 triệu. Anh chị đến xem xe có thương lượng nha. Và hàng ghế thứ hai anh chị sẽ có góc tựa lưng rộng, ngồi thoải mái. Một chiếc xe 7 chỗ nha mà đời cao 2020, đó, model là 2021, đèn 2 tầng, nhập khẩu nữa mà hôm nay chỉ còn có 445 triệu. Nếu như á, mà anh chị nào á, không quan tâm về hầm dán bên ngoài, cái này thì Học chia sẻ thật lòng nha, thì nhìn học nói, nếu mà nói về so với Rút á, thì không bằng được, không đẹp bằng Rút được, cũng như là Veloz đâu nha anh chị. Tuy nhiên á, chiếc xe Avanza này nè, nếu mà nói về công năng á, 7 chỗ nè, độ bền 7 cao nè, và chi phí bảo dưỡng thấp nè, động cơ và hộp số thì nó y chang với chiếc Rút, không khác gì hết. Nó cũng xuất xứ cùng một đất nước là Indo thôi, nhập nguyên con. Nhưng mà chiếc xe này cái giá thành mà anh chị sở hữu chiếc xe 2020 này á, nó chỉ có 445 triệu. Bây giờ anh chị tính ra như Học, bây giờ mình đi thêm 5-10 năm nữa đi, mình bán giờ bán đổ bán rẻ đi, mình bán 300 đi, thì mình đi 5 năm thì mình lỗ có trăm mấy triệu, thì anh chị tính đi một năm mình khấu hao nhiêu. Đó là những cái lợi của những cái dòng xe bình dân đó. 7 chỗ thì anh chị đi thoải mái, đi gia đình, có ông bà lớn tuổi, có con mình nè, đi 7 người đi du lịch mà chiếc xe cầm chiếc xe bon bon mà xe Toyota thì nói chung là không có gì phải bàn anh chị ơi. Rồi, Avanza số tự động 2021 nha anh chị, đăng ký và sản xuất là 2020. Đó, bên Học đang chào bán là 445 triệu, rất là đẹp nha anh chị. Biển kiểm soát là 65A25188 Avanza. Động cơ 1.5, hộp số tự động 4 cấp, xe đèn 2 tầng mẫu mới, 445 triệu. Còn bên đây á, là Kia Sedona, máy dầu, số tự động, bản full 2018, lăn bánh được 43.000 cây. Xe này Học đang chào bán là 820 triệu, anh chị đến xem xe có thương lượng. Bản full nha anh chị, bản full mà mẫu mới nè. Mẫu mới thì anh chị sẽ có đèn pha là 2 led nè, đèn dưới là 4 led nè. Đó, mặt ca lăng mũi hổ mới. Rồi bản full sẽ có như là hai cửa lùa điện, hai cửa nóc, ba vùng lạnh độc lập.
đó, Kia Sedona máy dầu, động cơ 2.2. Mấy con này thì đi rất là ngại dầu anh chị. Đó, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình á, chiếc xe này nếu mà đi đường tổng hợp nó rơi vào 7.8 anh chị, còn mà đi đường trường nha. MPB trọng lượng hơn 2 tấn mà nó đi chỉ có 6.5 lít anh chị. Máy dầu rất là tiết kiệm. Máy dầu của Kia thì cũng khá là bền. Kia Sedona, một trong những chiếc xe cửa lùa bình dân thành công nhất ở thị trường mình nha anh chị. Đi đâu cũng gặp, đa số là gặp Sedona rất là nhiều. Xe rất đẹp luôn. 2018 mẫu mới. Máy dầu là tiết kiệm, là bền bỉ. Đó, rộng rãi. Bản full 820 triệu. Kia Sedona, máy dầu bản full. Đó, đi được 43.000 cây. Xe cá nhân mang biển kiểm soát là 51H25878. Máy dầu. Rồi tiếp tục là Mazda CX-3 nhập Thái nguyên con 2022, đăng ký vào tháng 11, xe này còn bảo hành tới tháng 11/2027 nè. Đi chỉ mới có 12.000 km thôi, nước sơn zin là quanh xe luôn anh chị. Đó, trang bị động cơ 1.5, nhưng mà cái động cơ 1.5 này là khai áp tích G nha anh chị, khai áp tích G. Đó. Mang biển kiểm soát là 51K51313, bên Học đang chào bán là 515 triệu. Đó, có phanh tay điện tử, chế độ lái Sport nè. À, hệ thống lạnh tự động. Nội thất thì xe này thì hết ý rồi anh chị. Xe đi chỉ mới có 12.000 cây à. Nước sơn mà nó còn zin là anh chị biết rồi. Ghế da là mới tinh. Xe ô tô mà đi mười mấy ngàn cây thì quá đẹp rồi. Cộng kim cái nữa là bên Học á, làm đẹp theo gói 3M, diệt khuẩn, khử mùi, tách ẩm bên trong nội thất nè, vệ sinh khoang động cơ, gầm bệ máy móc. À, xe này có giá nóc luôn nha anh chị. À, CX3 ở phía sau là anh chị nhìn thấy hai ống xả kép đẹp ghê không? À, 5 chỗ gầm cao. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, xài chung động cơ với Mazda 3, nhưng mà đây là cái động cơ mới nhất, khai áp tích nó có G nữa nha anh chị. Form dáng đẹp, động cơ mà hộp số chung Mazda 3 nhưng mà được cái gầm cao. Xe này có 515 triệu, đời 22, anh chị còn bảo hành tới tháng 11/2027 và 150.000 cây. Đó. Xe cực đẹp luôn, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, đó, ga tự động. Chế độ lái Sport nè. Rồi những cái tem mạc của cái chìa khóa này vẫn còn luôn nè anh chị. Đó, phanh tay điện tử auto hold. Tem mạc trên xe còn, tem ngựa đâu còn hết luôn. Anh chị còn cơ hội bóc tem luôn. Nói vui nha anh chị. Đó, anh chị có thể đi check hãng thoải mái, xe bên Học bán ra đều là cấp cho anh chị giấy chứng nhận xe không đâm, không ngập, động cơ hộp số nguyên bản. Rồi, ở đây là Mazda CX-8 bản Luxury 2022, xe này đi 17.000 anh chị. 2022 anh chị sẽ còn bảo hành luôn nha anh chị. Cam 360 nè, ghế da nắp 3 nè. 7 chỗ gầm cao. Xe Nhật vừa bền nè. Rồi Mazda CX-8 thì form dáng thì dài đẹp. Cái trục cơ sở nó dài đi rất là im anh chị. Và xe cũng đơn giản là cũng khá bền. Xe Nhật nè. Chỉ còn có 835 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được một chiếc xe 7 chỗ. Xe gọi là xe tiền tỷ anh chị. Mazda CX-8 lăn bánh ngoài đường là phải cứ nhắm trong đầu là xe tiền tỷ đó anh chị. Đó. Cùng phân khúc với lại Santa Fe, Cerato rồi đó. Rất đẹp, ghế da nắp 3. 2.5 một cầu, phanh tay điện tử, lái Sport, ga tự động, đèn pha tự động đồ này nọ hết. Và đặc biệt là ghế da nắp 3, hai ghế điện nha anh chị. Nó thua cái bản Bre là chưa có cái gói Sky Arctic iSensing, cảnh báo lệch làn với kiểm soát làn, như cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp rồi đó. Mâm miết mà vỏ thì y chang hết, vỏ zin theo xe nha anh chị. Mâm miết rồi vỏ y chang Bre hết, không khác gì hết. Chỉ có thiếu gói an toàn chủ động thôi. 51A38791. Đó. 835 triệu. Còn ở đây là Toyota Corolla Cross 1.8G 2022, đăng ký 2023. Mẫu mới nha anh chị. Xe này có cái màn hình trung tâm hiển thị là to hơn cái mẫu cũ nè. Có kết nối Apple CarPlay, Android Auto, không dây. Mẫu mới nha anh chị. Xe rất đẹp luôn. 2022 đăng ký 2023, xe này anh chị sẽ còn bảo hành tới 2026. À, ghế da nâu. Xe này bên Học đang chào bán là 790 triệu.
À, xin lỗi, xe này học đang bán là 700 triệu nha anh chị. 700 triệu học lộn. 700 triệu anh chị đến xem xe có thương lượng. 769 nha, học độc 709. Cross bản G đi 14.000 cây, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái. Hả? À, xài chung động cơ với lại Toyota Altis anh chị. Động cơ 1.8. Toyota Corolla Cross 223. À, sản xuất và đăng ký là 2022, đăng ký là 2023. À, 13.000 cây xe cá nhân. Hôm nay giảm giá xuống còn là 700. Anh chị đến xem có thương lượng nữa nha anh chị. Rồi, bên đây là Cross 7 chỗ gầm cao nè, động cơ 1.5, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo luôn, y chang chiếc Avanza hồi nãy, nhưng mà là cái sản phẩm này nó cao cấp hơn xíu. Xe này học đang bán là 535 triệu, 7 chỗ gầm cao, đèn led, mâm R17, hộp số tự động, động cơ 1.5, phim cách nhiệt, viền che mưa, camera hành trình đó, ghế da mới cứng anh chị. Đó. Xe này đi được 43.000 cây, 43.000, bên học đang chào bán là 535 triệu anh chị. Đắt hơn con kia gần 100 triệu, đắt hơn con Avanza. Cái này sản xuất 2021, form dáng thì đẹp hơn Avanza. Đó, form dáng là tiểu Fortuner, nẹp chân kính nè, 535 nha anh chị, đi 42.000 cây, xe 2021, 1.5, nhập khẩu nguyên chiếc. Rồi, tiếp tục là Sedona, xe này là 2020 mà đi 75.000 cây à, đi nhiều hơn con 28. 28 bên kia đi có 43.000 à. Máy dầu bản full 2020. Bên học đang chào bán là 860. Đến xem xe có thương lượng nha anh chị. Đi 75.000 cây. Máy dầu bản full. Đó, Kia Sedona. Mới cứng à. Phanh tay điện tử, sấy sưởi, on auto, hai cửa lùa, ba vùng lạnh, hai cửa nóc, cấp điện, ghế thương gia, rộng rãi thoải mái, ông bà lớn tuổi đi xa, đẹp. Ừ. Có cái cửa lùa, có cái cửa nóc ở đây rất là to anh chị. Kia Sedona, máy dầu bản full 2020, 75.000 cây, xe công ty, bên học đang chào bán là 860, anh chị đến xem xe có thương lượng ạ. Fortuner, máy xăng, số tự động 2 cầu, 2019, đi được 53.000 cây, xe cá nhân. Xe này học đang bán là 850, anh chị đến xem xe có thương lượng. Máy xăng, số tự động 2 cầu, bản cao cấp nhất của Fortuner đó anh chị. Ở ghế da, vô lăng ốp gỗ, bọc da, đầu dép tech, phim cách nhiệt, bọc trần. À, xe này ngày xưa mua đắt lắm, hơn 1.7 tỷ anh chị. 1.7 tỷ á, nay còn có 850, anh chị đến xem xe có thương lượng nữa. Fortuner BBLED, đời này là chỉ có duy nhất cái bản này mới có BBLED thôi nha anh chị. Fortuner 2019, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, máy xăng, số tự động 2 cầu, bản cao cấp nhất. À, 850 triệu, lăn bánh được 53.000 cây, xe màu đen. Còn đây là Innova, Innova E 2022, xe này đi được 65.000 cây anh chị. Ở bên học đang chào bán là 660 triệu. À, chiếc G là học bán nè, nay còn chiếc E nè, bốn cái vỏ mới tinh gì tôi à. Số sàn 8 chỗ, rộng rãi, bền bỉ anh chị. Innova E, mẫu xe quốc dân. À, nói về độ bền thì nói tới Innova là không cần phải bàn luôn. Đó, đến xem xe có thương lượng nha anh chị. Innova E, à, 2.0, số tự động, 8 chỗ, có ghế da, phim cách nhiệt rồi, đầu DVD, camera lùi, cái thảm sàn nó còn mới cứng anh chị. Ừ.
660 triệu đó. Mức giá tham khảo anh chị đến xem xe bên Học có thương lượng giảm giá. Con Prado 2022 model 2023 này Học bán rồi nha anh chị. Xe này Học nhận cọc online rồi. Thứ hai cách lên full tiền. Cũng đang còn trên đường về khá là nhiều xe như là Fortuner 2014, Sport Turbo, máy xăng, số tự động, một cầu. Honda Odyssey, nó giống như chiếc xe màu trắng hôm trước anh chị. Odyssey, một chiếc xe ghế thương gia, 7 chỗ, cửa lùa, đó 2019. À, bên Học đang trên đường về nè. Mazda 3, Kia Carnet 2024, chiếc xe Innova G của Học thì đã đổi với chiếc Kia Carnet 2024 phiên bản luxury rồi. Và cô chú anh chị ơi, bên Học á, đang có nhu cầu thu mua xe cũ toàn quốc, thu cao hơn thị trường, miễn xe đẹp là giá cao nha anh chị. Mọi miền tổ quốc anh chị đừng có e ngại, gửi đề, gửi thông tin cho Học, Học sẽ đến xem xe tận nơi nè. Anh chị bị vướng ngân hàng, bên Học cũng có thể hỗ trợ anh chị ra ngân hàng nhận cặt vẹt ra trước rồi chúng ta sẽ làm thủ tục sau. Nhớ là bên Học thu xe có gửi quay hồng cho anh chị, đối với anh chị nào giới thiệu hoặc bán xe cũng vậy nha anh chị. Và sau đây Học xin kết thúc video, xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Học xin chào và xin hẹn gặp lại. Nhớ cho Học thêm một đăng ký nè, một like để cho có nhiều cô chú anh chị tương tác hơn, để cho Học được phục vụ nhiều cô chú anh chị hơn ạ. Xin chào và xin hẹn gặp lại.